Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Netflix Stories. Thưa quý vị và các bạn, Hồng Quyên hiện nay đang có mặt ở Nghệ An và Hồng Quyên có nhớ tới đôi câu hát như thế này: Ai đi vô nơi đây xin dừng chân xứ Nghệ, ai đi ra nơi đây xin chân dừng xứ Nghệ, nghe cô hò ví dặm càng lắng lại càng sâu. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay Hồng Quyên đã quyết định sẽ tìm gặp một vị khách mời đã rất quen thuộc với VTC10 Nét Việt, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Lụ, để được lắng nghe tình yêu của cô dành cho những làn điệu dân ca ví dặm. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Lụ, ngày hôm nay Hồng Quyên rất vui lại được gặp cô trên mảnh đất xứ Nghệ. Vâng, Hồng Lụ xin kính chào quý khán giả của VTC10. Trong cái giai đoạn mà khán giả đang dần quen với nghệ sĩ nhân dân Hồng Lụ không chỉ bởi những cái câu ca tiếng hát mà còn bởi một vai trò là huấn luyện viên giúp đỡ những tài năng mới, thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Lụ thấy là các em bây giờ như thế nào trong cái việc là đón nhận những cái làn điệu dân ca của ông cha để lại? Cách đây khoảng 10 năm trở lại, trở về trước, rất nhiều người nói rằng là thế hệ trẻ quay lưng lại với cái sân khấu truyền thống, hoặc là quay lưng lại với những cái bài hát dân gian của cha ông, mà chỉ đi theo những cái hip hop rồi những cái dòng nhạc rất là mới, rất là tây. Nhưng mà với Hồng Lựu thì Hồng Lựu nghĩ là không phải. Khi mà Hồng Lựu tiếp cận với lớp trẻ thì tại sao mà lớp trẻ đến với Hồng Lựu? Bởi vì người ta yêu, các cháu yêu cái câu dân ca ví dặm mới đến với mình. Sau khi tổ chức UNESCO vinh danh dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ấy, thì cái ý thức của người nghệ, cái trách nhiệm của người nghệ đối với cái di sản của cha ông để lại, nó có ý thức rõ ràng hơn, đặc biệt là lớp trẻ. Và tại sao mà Hồng Lựu lại mong muốn đến với lớp trẻ nhiều hơn? Là bởi vì qua cái hàng đêm á, hàng đêm rồi là hàng ngày, trong cái giờ làm việc cũng như là giờ ngủ của mình, thì khắp nơi là con cháu, rồi các bạn trẻ, thanh thiếu niên là gọi điện đến cho Hồng Lựu rất là nhiều. Nó hỏi là bà ơi, cái câu hát này con hát như thế này đã đúng chưa? Cứ bằng cái niềm yêu của mình một cách rất là vô tư, và cũng đến với các cháu cũng một cách rất là vô tư, mình cứ đến rồi mình cứ thấm dần. Và sau đó thì các cháu nó từ đó nó yêu dần. Và Hồng Lựu nghĩ là không có một cái bảo tàng nào tốt hơn, bền vững hơn bằng mình truyền cho thế hệ trẻ. Chắc chắn là các em rất mong ngóng và các em cũng cần được nghe những cái câu chuyện từ những thế hệ như nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, hay cả những thế hệ trước đó đã được học cách hát dân ca xứ Nghệ như thế nào. Trong cái lúc mà truyền lại cho các cháu ấy, cái đầu tiên tôi truyền là cũng chẳng có một cái bí quyết gì cả. Đầu tiên phải hiểu về một chút về cái mảnh đất và con người xứ Nghệ quê ta, nó khổ cực, nó dũng cảm, nó anh dũng như thế nào. Tạo hóa nó cho cái mảnh đất xứ Nghệ một cái vùng địa lý nó vô cùng khắc nghiệt. Chính vì vậy mà nó ban tặng cho cái con người xứ Nghệ một cái mảnh đất, một cái khí hậu vô cùng khắc nghiệt đấy. Nó rèn rũa cho con người xứ Nghệ một cái tính cần cù, chịu thương, chịu khó và không bỏ cuộc bất cứ một cái gì. Như vậy thì hát cái câu dân ca nó cũng phải là cái chân chất như con người Nghệ Tĩnh. Đầu tiên phải là chân chất. Thế là chân chất là như thế nào? Khán giả truyền hình có thể được nghe qua không ạ? Cái chân chất tức là cái chân thật, cái mộc mạc, nó chân thành. Mình hát muốn để đến với người nghe và găm vào lòng khán giả thì dạy cho các con rằng là các con phải biết thả cái hồn của người Nghệ Tĩnh vào trong câu hát, để cái người ngồi nghe của các con biết được rằng à, đây là cái câu hát của người Nghệ Tĩnh và là một phần tính cách của con người Nghệ Tĩnh. Ví dụ như một cái câu như thế này: chứ anh nói với em, sông cạn mà lòng không cạn, đá mòn mà dạ chẳng mòn, bây giờ nước lại xa non, đêm năm canh ta tưởng hẻo hon ruột
tâm. Đấy, Hồng Liễu nói như là vào hát vậy đấy. Càng ngờ sang 2-1 làm gian truân càng ngờ sang. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu còn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo các thế hệ trẻ với mục đích gìn giữ và phát triển những làn điệu dân ca xứ Nghệ. Từ ngày nhỏ, cái điều gì đã cuốn hút nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu đến với dân ca xứ Nghệ? Cha là cái người đầu tiên để viết nên những cái bài hát về dân ca. Bởi vì là cái dân ca nó ít lời cho trẻ. Ít lời cho trẻ, chỉ là đối đáp giao duyên của nam nữ tình yêu rất nhiều. Và nói về cái nỗi lòng yêu nước rất là nhiều. Nhưng mà để dành cho trẻ con thì lại rất ít. Cho nên là cha thấy Hồng Liễu có một cái dòng hát, thế là bắt đầu từ khi 4 tuổi thì bắt đầu cha dạy cho hát dân ca. Lớn lên một tí nữa thì qua cả cái phong trào kế hoạch nhỏ rồi của thiếu nhi ấy, cha viết cho. Không hiểu là Hồng Liễu cảm nhận có đúng không, nhưng mà trong cái câu hát dân ca ấy thì nó mênh mang, nó dạt dào, nó mềm như một dòng sông. Và nó dạt dào như lòng mẹ ấy. Nhưng mà nó có một cái gì đó trong cái mềm đó. Nó có một cái gì đó nó rất rắn rỏi. Nó rất rắn rỏi. Chứ nó không ủy mị. Và cái người nghệ tĩnh cũng vậy. Người nghệ tĩnh là rất là khổ cực đấy. Rất là mềm lòng đấy. Nhưng mà rất rắn rỏi. Không ủy mị. Không bi lụy. Người nghệ sĩ nào cũng vậy. Để cho họ có thể hóa vai mình tốt nhất thì họ phải gần như là trải qua những cái tình huống, những cái cảm xúc giống như là nhân vật của mình mang theo vậy. Vậy thì có phải chăng là vì cuộc sống đã giúp cho Hồng Liễu có thể trải qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc như vậy mà mới tạo nên một nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu như ngày hôm nay? Hồng Liễu được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình nghèo. Cha mẹ Hồng Liễu dạy cho con là cái đầu tiên là phải học lấy cái chữ. Trong một cái gia đình thì bà nội là chồng mất sớm, nuôi con ở lại, nuôi con lúc còn 31 tuổi, rất là thủy chung. Và các bác cho đến cha đến nó là học hành đến nơi đến chốn. Mẹ thường dạy con bằng những cái câu hát, bằng những cái câu dân ca, bằng những cái câu ca dao. Cái dân gian mà, cái kho tàng dân gian ở trong bà nó cực kỳ lớn. Đấy, cực kỳ lớn. Hồng Liễu nghĩ rằng là Hồng Liễu rất là may mắn. May mắn được sống trong một cái gia đình như thế. Mặc dù nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà cái tình cảm của gia đình, tình cảm của cộng đồng, chòm xóm xung quanh đối với gia đình cũng như gia đình đối với chòm xóm xung quanh, nó là một trong những yếu tố để hình thành nên nhân cách của gia đình Hồng Liễu. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu có những lời khuyên như thế nào dành cho các bạn trẻ để giúp cho các bạn có thể tự tin thể hiện những ca khúc đó và tự tin đi theo cái nghiệp diễn này? Người ta nói rằng là không có cái con đường nào thành công mà nó rải thảm hoa hồng cả. Với Hồng Liễu cũng vậy. Hồng Liễu đã từng đi bán cháo, đã từng đi may mặc, đã từng đi bấm cái lỗ tai này. Miễn là lương thiện để nuôi cái nghề sân khấu của mình. Có những lúc tưởng chừng như là không sống nổi, không thể theo đuổi được nghề, nhưng mà mình vẫn theo đuổi được. Cho đến ngày hôm nay thì học trò của Hồng Liễu ấy, thì cứ một năm hoặc là vài ba tháng lúc nào mà có thời gian hoặc tìm có được một cái gia đình nào đó mà thật hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với Hồng Liễu thì Hồng Liễu lại làm khác. Hoàn cảnh khó khăn nhưng mà phải biết vượt qua cái khó khăn đấy để học thật giỏi thì Hồng Liễu đến. Hồng Liễu đem theo các con đi hát các cái đêm thiện nguyện, hát không tiền. Và bảo với các con với bố mẹ là hôm nay bà đi thiện nguyện ở cái chỗ đó, nếu các con với các mẹ có thời gian thì đi cùng bà. Đấy là cái cách mà để truyền lại cho các con bằng một cái niềm đam mê về nghề này, bằng những cái luyến láy về cái dân ca. Khi mà các con nó được trải nghiệm đấy thì cái câu hát của
nó sâu hơn, nó đầm hơn. Thì đấy là một cái cách mà Hồng Liệu nghĩ là Hồng Liệu đã thành công. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu. Một lần nữa xin chúc cho nghệ sĩ nhân dân sẽ có thật nhiều sức khỏe và thực hiện được những cái kế hoạch và những dự định của mình. Vâng, cảm ơn Hồng Quyên. Cảm ơn quý khán giả VTC10. Cảm ơn quý vị khán giả ngày hôm nay đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.